ta sẽ đến với một uh, biện pháp của một cô giáo thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với cấu trúc, à, cái cấu trúc của địa phương của cô giáo như sau. À, các cô thấy là ở đây có cấu trúc theo phụ lục và đã được ban hành đầy đủ. À, mẫu bìa thì uh, nó thể hiện về uh, tên của báo cáo này, tên biện pháp này, họ tên chức vụ và đơn vị công tác. À, về cấu trúc được gợi ý như sau thực trạng trước khi thực hiện biện pháp thì sẽ phải đề ra là phân tích thực trạng vấn đề trước khi áp dụng biện pháp thứ hai là biện pháp sử dụng trước đó nhưng chưa có hiệu quả nguyên nhân hạn chế à, biện pháp góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ thì cơ sở lý luận như thế nào thực tiễn ra làm sao tổ chức thực hiện biện pháp ra sao và kết quả đạt được kiến nghị thì ở đây chúng ta cũng có thể thấy là đây là một cái cấu trúc chung của việc Um, thực hiện một biện pháp uh, chứ không phải sáng kiến kinh nghiệm thì hôm trước cô giáo có hỏi mình về sáng kiến kinh nghiệm cho nên mình cũng có chia sẻ với các cô về uh, sáng kiến uh, kinh nghiệm nghĩa là những cái đề tài có tính phổ biến rộng rãi ở từng địa phương nhất định thì ở đây chúng ta sẽ liên quan đến cấu trúc biện pháp uh, thì biện pháp nó sẽ được đề ra theo từng địa phương từng phòng giáo dục vì cơ bản nó chỉ đề ra những cái giải pháp uh, nhằm khắc phục những cái hiện trạng mà nó chưa được thuận lợi hoặc là những cái hạn chế mà đã được chỉ ra trong các cái kỳ uh, báo cáo và khảo sát trước đó. Uh, thì chúng ta sẽ đến với biện pháp của cô giáo. Á. Uh, chúng ta có thể thấy ở đây thì cô giáo cũng có đề ra là về phần uh, thực trạng. Uh, trước khi thực hiện biện pháp thì cô cũng đề ra là À, các cái nội dung liên quan đến vận động tinh của trẻ ở nơi cô đang công tác à, ví dụ như là trẻ còn bé này các cái kỹ năng còn chưa hiệu quả à, và ở đây thì cũng có những cái hình ảnh kèm theo à, đồng thời thì cũng có những cái khảo sát ví dụ như những các cái vận động đề tài của cô nhé đề tài của cô là à, không rõ à, để mình xem xem đề tài của cô ở đây là gì cô không có tên đề tài ở đây Cho nên là mình cũng không rõ là cô sẽ thực hiện đề tài như thế nào À, chúng ta sẽ có thể hình dung như sau Tăng cường Tăng cường tổ chức các hoạt động Về cử động bàn tay ngón tay Cho trẻ 25-36 tháng Thế thì chúng ta sẽ thấy là cái tăng cường uh, Tổ chức các hoạt động cử động Về bàn tay ngón tay Thì cô cũng đã đề ra những cái khảo sát tương đối là phù hợp Ví dụ như là uh, Khi khảo sát có khoảng 39% trẻ Là đạt tỷ lệ thôi đấy thì Chủ yếu đây là vận động tinh mà thì các cái cái chỉ số như này mình cho là phù hợp và cũng có thể nói là những cái chỉ số như thế này là cô đã đề ra được các cái vấn đề liên quan đến là uh, những cái hạn chế trong quá trình thực hiện uh, và chúng ta cũng có một vài các cái nhận xét kèm theo cái bảng khảo sát thông thường có một số cô giáo khi đề ra cái bản khảo sát này này thì các cô không có cái nhận xét nhưng ở đây thì cô giáo cũng đã nhận xét là từ cái thực trạng này thì chúng ta sẽ đề ra biện pháp uh, những cái biện pháp sử dụng trước đó là cô đã đề ra là ví dụ như là lồng ghép cử động bàn tay ngón tay này, chẳng hạn như vậy, rồi siêu tầm một số đồ chơi. Thế nhưng mà không thực hiện được tính nguyên nhân ở là tổ chức nhưng vẫn mang nặng tính hình thức và đôi khi giáo viên chưa linh hoạt sáng tạo. Chính vì vậy thì cô đã đề ra cái biện pháp này, thì cho rằng là lập luận khá là chặt chẽ và khoa học về biện pháp góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ thì cô có đề ra cơ sở lý luận đó là kỹ năng vận động tinh là những cái kỹ năng đề ra về lý luận đấy ạ. Thì cái này mình nghĩ là cô nên nên đưa ra các cái dẫn chứng ở các cái tài liệu. Ví dụ như các cái dẫn chứng về cơ sở lý luận thông thường nó sẽ có những cái tài liệu liên quan thì nên trích dẫn các cái tài liệu đó nó sẽ phù hợp hơn. Thứ hai là về cơ sở thực tiễn thì cô cũng cũng chỉ ra là những cái kế hoạch thực hiện chăm sóc nuôi dưỡng này và cái này nhé, cái thực tiễn này này nó cũng từ cái văn bản, bản chỉ đạo là một phần thứ hai là cái cơ sở liên quan đến cái việc khảo sát của cô giáo ấy, chính là cái cơ sở để chúng ta đề ra các biện pháp này thì ở đây cô có đề ra các biện pháp như sau thứ nhất là xây dựng kế hoạch à, đương nhiên rồi chúng ta sẽ sau khi thực trạng thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ chia nhỏ và các cái thực trạng đó nó sẽ tổ chức sao cho hiệu quả thì cô cũng đã có các cái đề tài rất cụ thể như thế này và mình thấy như thế này là phù hợp và biện pháp này đã rất là đầy đủ rồi đấy thứ hai là uh, tích hợp các hoạt động rèn luyện thông qua các hoạt động trong ngày uh, thì cô cũng đã đề ra cụ thể như là uh, bé sâu hạt thì các giải pháp như thế nào này nếu cụ thể hơn thì sẽ tốt hơn đấy ví dụ như là tổ chức cụ thể các cái hoạt động kèm theo ra làm sao rồi tạo hình như thế nào này làm quen với văn học này các hoạt động khác đấy thì cô đã đề ra các giải pháp và tương đối là cụ thể và cái nội dung này mình nghĩ là lập luận như vậy là logic và chặt chẽ đặc biệt là có các hình ảnh kèm theo để tránh bị loạn cô cũng để xuống cuối của giải pháp như vậy là hiệu quả về siêu tầm một số đồ chơi để tổ chức các hoạt động thì cái này thì uh, hoặc là siêu tầm hoặc là cô có thể tận dụng luôn vào cái kế hoạch làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo là cô sẽ tự chế tạo ra các đồ chơi thì cái tính sáng tạo nó sẽ cao hơn và cái hiệu quả của giải pháp nó sẽ hiệu quả hơn đấy thì đây là các cái nội dung liên quan đến siêu tầm. Thế ngoài ra thì cô cũng có thể uh, um, chế tạo này thiết kế chế tạo một số cái đồ chơi dành riêng cho cái nội dung của cô thì uh, cái giải pháp của cô sẽ hiệu quả hơn. Phối hợp với phụ huynh thì đương nhiên rồi thì cái nội nội dung phối hợp của phụ huynh này này thì cũng có thể đồng thời với việc ngoài cái việc là phối hợp uh, tuyên truyền để phụ huynh mang các đồ dùng um, đến thì cũng có thể là phối hợp với phụ huynh trong cách rèn luyện um, cho trẻ ở nhà và nhất là tích cực cho trẻ uh, sử dụng uh, tự uh, có nghĩa là tự phục vụ mình uh, ở uh, gia đình ấy tránh trường hợp là ở nhà thì phụ huynh phục vụ 100% thì trẻ nó sẽ không có nhiều kỹ năng và ở đây là cái phần kết quả đạt được thì cô cũng có đề ra các tiêu chí này thì ở đây là sau khi sau một tháng đúng không ạ thời gian ở đây chưa có trước khi áp dụng và sau khi áp dụng thì cô nên cụ thể ví dụ như là uh, nếu như vậy nhé nếu như giải pháp mà áp dụng trong năm nay thì mà sau khi áp dụng là thì cô áp dụng trong năm ngoái hay là năm nay nếu là năm nay thì cô có thể uh, ở đây cô sẽ chỉ cho nó sự tiến bộ trong một tháng thôi còn nếu mà đến tận cô đánh giá luôn cuối năm thì rất khó. Đấy, thì nghe nó rất là hình thức thì cô có thể căn cứ vào đó để làm cho hiệu quả. Tiếp theo nữa, đó là cô cũng thấy là các hiệu quả đối với giáo viên thì như thế nào, đối với phụ huynh thì như thế nào. Đấy thì cũng đầy đủ. Thì kiến nghị ở đây thì cô cũng có kiến nghị là trang bị thêm. Nhưng ngoài ra thì cũng yêu cầu cô giáo là các cái trình bày về 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 văn bản ấy thì cũng cần phải chỉnh chu hơn một chút ví dụ như là các cái giãn cách dòng như này này đấy thì uh, cơ bản đây là một trong những cái sáng giải pháp mà tôi thấy là phù hợp thế thì cô trên cơ sở này cô có thể xây dựng powerpoint sau đó thì uh, gửi qua thì uh, mình hỗ trợ thêm cho cô uh, chúc cô có một giải pháp được đánh giá cao trong hội đồng uh, khoa học của nhà trường